Quang Quý và Kiều Khanh mến chào tất cả quý vị. Chúng ta đang tiếp tục mua sắm cùng với VTV Hyundai Home Shopping. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay sẽ là một chương trình vô cùng hấp dẫn quý vị nha. Do VTV Hyundai phối hợp cùng với thương hiệu Sinhau thực hiện chương trình Ngày Thương Hiệu Vàng. Và tất nhiên trong chương trình lần này chúng tôi sẽ mang đến cho tất cả quý vị những sản phẩm vô cùng hấp dẫn và được nhiều quý khách hàng lựa chọn của thương hiệu Sinhau. Và đó chính là gì ạ? Đó chính là sản phẩm máy xay đa năng 5-in-1 đến từ thương hiệu Sinhau. Chúng ta có thể thực hiện rất là nhiều những thực phẩm khác nhau, xay thực phẩm khô, thực phẩm ướt, thực phẩm chín, thực phẩm sống. Và bên cạnh đó chúng ta cũng có thể là làm nước ép cũng như là sinh tố cho những thành viên trong gia đình của mình. Và mức giá thì như thế nào? Vô cùng hấp dẫn quý vị nha, 1.290.000 đồng. Ngoài ra chúng ta còn có rất nhiều những phần quà hấp dẫn nữa. Và bây giờ chúng ta hãy cùng điểm qua xem những món quà hấp dẫn sau một lần mua sắm cùng với máy xay đa năng 5-in-1 của thương hiệu Sinhau là gì quý vị nha. Đầu tiên là quý vị có thể thấy ngay vẻ sáng bóng của những chiếc nồi inox ở ngay trước mặt Kiều Khanh phô mà. Và số lượng của những chiếc nồi này mà chúng ta sở hữu lên đến tận 3 chiếc quý vị nha. Chúng ta sẽ có rất là nhiều những kích thước khác nhau, 16, 18 và 24 cm. Như vậy là thoải mái thay đổi để có thể là nấu được nhiều khối lượng thực phẩm khác nhau. Còn có thêm cả một chiếc chảo như thế này nữa quý vị nha. Một chiếc chảo nho nhỏ với đường kính là 16 cm để chúng ta có thể là thực hiện những cái món vào mỗi buổi sáng chẳng hạn, những món điểm tâm thực hiện cực kỳ nhanh luôn. Và như vậy là chúng ta đã có đến tận 4 món quà tặng phải không ạ? Rất là nhiều những món quà tặng khác nhau bổ sung vào trong không gian bếp nhà mình và quay trở về cùng với sản phẩm chính thì chỉ cần đầu tư 1.290.000 đồng mà thôi, mang về 5 chức năng khác nhau quý vị nha, giúp cho những người nội trợ có thể tiết kiệm được thời gian nè, tiết kiệm được công sức nè, và như vậy mỗi ngày thoải mái chế biến thật nhiều món ăn ngon cho gia đình mình. Như vậy thì chúng ta cũng có thể thấy là vừa làm những món thực phẩm khác nhau với chiếc máy xay đa năng, vừa có thể là nấu ngay những sản phẩm đó cùng với những món quà của chúng tôi. Như vậy thì còn chần chờ gì nữa, hãy nhanh tay đầu tư 1.290.000 đồng thông qua những cách thức quen thuộc. Cách thứ nhất, điện thoại tới tổng đài 1900 7137. Và cách thứ hai, truy cập vào website vtvhyundai.vn. Và cách thứ ba đơn giản hơn nhiều, chúng ta chỉ cần là tải ứng dụng VTV Hyundai, chạm nhẹ là đã có thể là mua rất là nhiều những sản phẩm khác nhau rồi. Hãy nhanh tay lên, thời gian không còn nhiều quý vị nha. Quý vị và các bạn thân mến, hiện tại thì trước mặt Quang Quý và Kiều Khanh có rất là nhiều những chiếc máy xay khác nhau. Chúng ta sẽ nghĩ ngay đến việc là có một chiếc máy xay ép nè, một chiếc máy sinh tố và một chiếc máy xay thực phẩm đúng không ạ? Nhưng không, tất cả những sản phẩm này đều nằm cùng trong một chiếc máy xay đa năng 5-in-1 quý vị nha. Chúng ta có thể là sử dụng mình xay rất là nhiều những loại thực phẩm khác nhau. Một lần đầu tư thôi không tốn rất là nhiều chi phí để mình mua máy xay khác nhau nè, mình mua máy xay sinh tố hay là máy xay thực phẩm. Bây giờ xin mời tất cả quý vị hãy cùng nhìn sâu hơn vào sản phẩm chính của tất cả chúng tôi ngày hôm nay. Sản phẩm chính của chúng ta sẽ có hai màu cho tất cả quý vị lựa chọn nha. Thứ nhất đó chính là màu trắng trang nhã cho gian bếp của mình. Thứ hai là màu đỏ rất là quyến rũ đúng không ạ? Sẽ giúp cho tất cả chúng ta có thêm là giống như là nguồn hứng khởi khi mà mình vào bếp. Và ở đây chất lượng của chiếc máy thì như thế nào? Bên ngoài làm bằng nhựa rất là chắc chắn quý vị nha. Quang Quý có thể là gõ rất là mạnh như thế này. Điều này chứng tỏ là mình có thể là sử dụng trong một khoảng thời gian rất là lâu dài. Còn ở bên phía trên thì sao ạ? Ở phía trên chúng ta cũng có thể thấy là có cả một chiếc nắp trong suốt như thế này. Với chiếc nắp trong suốt này chúng ta sẽ có thể là dễ dàng nhìn thực phẩm ở bên trong quá trình xay mình ép như thế nào để dễ dàng theo dõi hơn quá trình xử lý của nó quý vị nha. Còn bây giờ mình chỉ cần là gác nhẹ một phần nút ở bên đây thôi, mình đã có thể là mở nhẹ lên cái phần nắp của chúng ta rồi. Wow, quý vị cũng có thể thấy là ở phần trong của chúng ta nha, phần trong có rất là nhiều những lưỡi dao khác nhau và lưỡi dao này là lưỡi dao inox quý vị nha, cho nên là chúng ta có thể sử dụng trong một khoảng thời gian rất là lâu dài, không sợ là sẽ bị gỉ sét hay là ảnh hưởng rất là nhiều tới sức khỏe cũng như là giá trị dinh dưỡng của thực phẩm của tất cả chúng ta. Ngoài ra thì ở phần bên hông của nó sẽ có những tấm lưới thép không gỉ như thế này, giúp cản trở lại những phần bã thực phẩm. Chúng ta sẽ có thể là dễ dàng mình xay ép rất là nhiều những loại thực phẩm khác nhau quý vị nha. Trong khi đó thì chúng ta cũng đã có thể là khởi động chiếc máy xay ép đa năng của chúng ta rồi. Với công suất là 400W thì quý vị hoàn toàn yên tâm về khả năng hoạt động liên tục của nó quý vị ạ. Bởi vì vừa xay nè hay là vừa ép nè, nhiều loại thực phẩm khác nhau, ngay cả là những loại thực phẩm cứng ví dụ như là bắp cải thì phần lá thì mềm đó, nhưng mà phần cuốn thì cũng hơi cứng một chút xíu không ạ. Không sao cả, vẫn ép được một cách bình thường quý vị nha. Đó, rất là dễ dàng thôi. Mỗi lần mà mình đẩy vào như thế này quý vị nha, chúng ta chỉ cần sử dụng phần ống ở trên nè, mình nhét vào, mình đẩy cái phần thực phẩm ở dính vào bên dưới thì nhiệm vụ xay lúc này sẽ là thuộc về chiếc lưỡi xay inox như thế này. Chúng ta chỉ cần xay nhẹ nhàng thôi, chỉ cần trong một khoảng thời gian rất ngắn rồi là mình đã có ngay những loại thực phẩm rất là khác nhau dành cho những thành viên trong gia đình của mình. Ví dụ mình có thể là ép rất là nhiều thực phẩm quý vị nha. Ở đây thì Quang Quý đang ép là bắp cải nè Kiều Khanh. Mình có thể sử dụng là mình xay ép là thêm những loại rau củ quả khác, ví dụ như là củ dền nè, hay là cà rốt nè, hay là những cái loại thực phẩm hay là những loại trái cây mà mình yêu thích. Như vậy thì mình sẽ có ngay những món nước ép rất là thơm ngon cho những thành viên trong gia đình của mình. Thưa quý
vị, như vậy là chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thôi, Quang Quý là đã có thể là ép được một khối lượng khá là lớn bắp cải tím rồi, phải không ạ? Và lượng nước của chúng ta thu được bây giờ cũng khá là nhiều rồi. Nhưng mà Kiều Khanh lại muốn kiểm tra một chi tiết nữa, đó chính là đối với cái lượng bã đã được ép ra thì như thế nào. Bây giờ chúng ta hãy cùng quan sát quý vị nha. Đó, trong một cái cối đã để sẵn một bên như thế này, cũng đi kèm trong bộ sản phẩm luôn, thì cái lượng bã được ép đã được đưa ra ngoài như thế này, không hề bị rơi rớt ra bên ngoài. Và bây giờ thì Kiều Khanh có thể là lấy ra để cho quý vị kiểm tra. Đó, quý vị thấy đó, cái lượng bã nó rất là khô quý vị nha. Đối với một vài loại rau củ như bắp cải tím nè, thì cái lượng nước ở bên trong của nó không có nhiều. Tuy nhiên sau khi mà chúng ta đã ép được một lượng đó, thì cái bã nó rất là khô như thế này, và lượng nước ở bên trong bắp cải tím thì đã được đưa ra ly rồi, thì chúng ta chỉ cần là sử dụng cách rất là nhanh chóng mà thôi. Và quý vị thấy đó, như vậy là sử dụng máy xay ép đa năng Senhouse như thế này thì không chỉ là tiết kiệm thời gian đâu quý vị ạ, mà lại còn tiết kiệm cả những lượng thực phẩm mà chúng ta sử dụng nữa, bởi vì mình đã tận dụng gần như là hết lượng nước ở bên trong rồi, phần bã còn lại thì rất là khô. Do đó quý vị cứ yên tâm thì sử dụng nha. Đúng rồi thưa quý vị, và bên cạnh đó, nếu mà chúng ta sử dụng ngay những loại thực phẩm ở nhà mình đó Kiều Khanh, mình sẽ cảm thấy là đỡ tốn thời gian hơn, tại vì mỗi lần mà mình thèm nước mà mình muốn uống nước ép thì mình phải chạy ra các tiệm để mình mua thì tốn thời gian nè. Cái thứ hai, để mình có thể là đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đúng không ạ? Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một món tiếp theo quý vị nha, đó chính là món nước ép, hay là chúng ta cũng có thể sử dụng ngay phần cối này để mình xay những phần sinh tố dành cho những người trong gia đình của mình, rất là thơm ngon quý vị ạ. Và ở trong đây quý vị cũng có thể thấy là chúng tôi đã có sẵn một phần lưới thép không gỉ. Phần lưới thép không gỉ này sẽ có tác dụng như thế nào? Nó sẽ giúp chặn lại những phần cặn hay là phần bã của thực phẩm, nó sẽ không thoát ra ngoài, sẽ giữ cho tất cả chúng ta là mình đỡ tốn công sức hơn trong quá trình mà mình làm những loại nước ép, ví dụ như là nước rau má hay là các loại mà nước các loại lá khác đó, Kiều Khanh. Như vậy thì nó sẽ thoải mái hơn rất là nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng mở phần nắp ra và mình làm ngay một món thức uống, đó chính là nước ép chùm ngay quý vị nha. Nước ép chùm ngay chắc chắn là rất là tốt cho sức khỏe rồi, bởi vì có rất là nhiều loại vitamin nè, hay là nguyên tố khoáng khác nhau ở bên trong quý vị nha. Đó, bây giờ thì chúng ta chỉ cần là cho một ít vào bên trong, sau đó đậy nắp lại là đã có thể là ép rồi. Rồi, đó, bây giờ sau khi mà Kiều Khanh bỏ vào trong thì Quang Quý chỉ cần gai nhẹ phần nắp lại thôi nha. Đó, chúng ta chỉ cần mở phần này, chúng ta sẽ có hai chế độ quý vị nha. Nếu mà chúng ta xoay ngược qua phần bên đây thì sẽ là có một chế độ là xoay trộn thực phẩm, đó sẽ cho thực phẩm của chúng ta đều hơn. Còn khi mà chúng ta bắt đầu là xay thực phẩm thì chúng ta sẽ xay như thế này, và phần nước của chúng ta đã bắt đầu xanh hơn rồi thưa quý vị. Kiều Khanh cũng có thể thấy là nước của chúng ta rất là trong quý vị nha. Tại vì sao ạ? Phần lưới của chúng ta đã giữ rất là nhiều những cặn bã thực phẩm ở bên trong rồi, đúng không ạ? Chính xác rồi. Và đối với một chiếc cối mà xay ướt như thế này đó quý vị, thì có rất là nhiều những cái tác dụng khác nhau mà chúng ta có thể là thực hiện quý vị nha. Nếu như mà mình không bỏ lưỡi lọc vào bên trong thì nó sẽ là một chiếc máy xay ướt đơn thuần. Tuy nhiên cho lưỡi lọc vào bên trong thì thực hiện được thêm những cái món nước ép nữa, giữ lại cái lượng bã ở bên trong và đưa ra những cái tinh chất vào trong lượng nước mà mình có thể là sử dụng mỗi ngày. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thôi, mình đã có ngay một loại nước ép, đó chính là nước ép chùm ngay, rất là thơm ngon và bổ dưỡng cho những thành viên trong gia đình của mình rồi, đúng không ạ? Và sau đó mình chỉ cần đổ nhẹ ra như thế này thôi, chỉ trong thời gian rất ngắn chúng ta đã có ngay những loại thực phẩm rất là thơm ngon và bổ dưỡng cho những thành viên trong gia đình của mình. Và thưa quý vị, đối với những ly nước ép mà mình có thể là tự chế biến tại nhà đó thì chúng ta có rất là nhiều những sự yên tâm đối với nó, phải không ạ? Nguyên chất nè, không hề pha những cái phụ gia khác nhau, bên cạnh đó đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nữa, yên tâm để sử dụng mỗi ngày. Và bây giờ thì chắc là chúng ta sẽ cùng đến với một chức năng tiếp theo, đúng không ạ? Như là Quang Quý đã chia sẻ thì chiếc cối xay này chúng ta cũng có thể sử dụng ngay để xay những phần thực phẩm sống. Bình thường thì mình cần phải trộn lên rất là lâu, rất là nhiều và mỏi tay, đúng không ạ? Tuy nhiên với chiếc máy xay này thì mình làm rất là nhẹ nhàng luôn. Và bây giờ thì Kiều Khanh sẽ thực hiện một thao tác rất là đơn giản, đó chính là nhấn phím nhồi quý vị nha, để có thể là đảm bảo là lượng thực phẩm ở bên trong nó được trộn đều. Và bây giờ thì có thể là chuyển sang chế độ cố định luôn để nó có thể là xay thật là nhanh. Đúng rồi, và quý vị thân mến, bên trong của chúng ta cũng có thể thấy là với những lưỡi dao inox rất là sắc bén và công suất lên tới 400W, chỉ trong một thời gian ngắn thôi là tất cả những thực phẩm của chúng ta đã có thể là xay trộn rất là đều, đúng Kiều Khanh? Như vậy thì chúng ta cũng có thể thấy là mình sẽ sử dụng, mình xay thực phẩm nè, mình xay thịt nè, xay cá, xay những món ăn rất là khác nhau, đặc biệt là trong những gia đình mà có trẻ nhỏ thì mình cũng có thể là xay ngay những loại thực phẩm để làm cháo hoặc là làm súp cho bé, đúng không ạ? Rất là tiện lợi và thoải mái luôn. Và chỉ trong một khoảng thời gian ngắn thôi, bây giờ chúng ta đã có thể là mở ra để kiểm tra xem là cái lượng thịt ở bên trong nó đã được xay mịn như thế nào quý vị nha. Đối với những cái loại thực phẩm như thế này á, nếu như mà chúng ta băm theo cách thông thường á, tốn nhiều thời gian nè, gây ra nhiều tiếng ồn nè, và bên cạnh đó là nhiều khi là nếu mà vài ký thịt thì sao, thực hiện vào trong những ngày lễ Tết thì sao, mất bao nhiêu thời gian. Còn đối với chiếc máy xay như thế này thì rất là tiện lợi quý vị nha. Quý vị có thể là giờ sau chỉ cần là xay như thế này và có thể là sử dụng ngay, làm có thể là nhồi đậu hũ nè, nhồi khổ qua nè,
hay là đôi khi là chúng ta có thể là cho thêm một ít mọc vào bên trong và quết thành chả nữa. Hương vị rất là thơm ngon và yên tâm là tất cả các thành phần ở bên trong đều đã được trộn đều quý vị nha. Như vậy chúng ta được tiết kiệm rất là nhiều thời gian trong quá trình chế biến phải không nào? Đúng rồi thưa quý vị, và bây giờ Quang Quý sẽ chứng minh là cái vấn đề tiết kiệm thời gian đi. Đầu tiên là mình đã có thể là xay cối thực phẩm rồi, sau đó mình chỉ cần gỡ nhẹ ra thôi. Mình xay, mình thay một cái phần cối khác, mình sẽ xay được những loại thực phẩm khác. Và bây giờ sẽ là những hạt khô ha Kiều Khanh. Bây giờ thì chúng ta chỉ cần là vặn nhẹ mà thôi là đã có thể là thay ngay chiếc cối này rồi quý vị nha. Có rất là nhiều những chiếc cối khác nhau mà mình chỉ cần là một vài thao tác nhẹ nhàng mà thôi là đã có thể là lắp đặt vào và thực hiện. Đây là những cái viên kẹo mà Kiều Khanh đã bỏ vào bên trong. Và để làm gì ạ? Sau khi Kiều Khanh xay xong thì sẽ giúp cho quý vị có thêm một cái bí quyết nữa thực hiện những cái món ngọt trong gia đình mình. Và không biết là những viên kẹo cứng như thế này bình thường mình chỉ ngậm thôi chứ cũng không nhai đúng không Quang Quý? Thì chiếc máy xay như thế này sẽ thực hiện xay có nhanh chóng hay không nha. Wow, quý vị cũng có thể thấy là lưỡi inox của chúng ta rất là sắc bén quý vị nha. Chỉ cần xoay nhẹ thôi là bây giờ, từ nãy tới giờ chỉ mới có khoảng 10 giây thôi Kiều Khanh, mà Quang Quý thấy là rất là nhiều những cái phần kẹo đã được xay rất là nhuyễn rồi. Như vậy thì chúng ta cũng có thể thấy là với công suất lên tới 400W, lưỡi dao của chúng ta sẽ thực hiện rất là nhanh. Mình xoay rất là nhiều những loại thực phẩm khác nhau. Bên cạnh đó mình cũng có thể là xay cà phê nè, xay hạt tiêu đúng không ạ? Và bây giờ đã xong rồi đó Kiều Khanh, Quang Quý thấy rất là nhanh luôn. Và quý vị thấy đó, ngay cả những viên kẹo cứng như vậy mà chúng ta có thể là thực hiện xay trong một khoảng thời gian rất là ngắn phải không ạ? Thao tác tháo lắp thì rất là dễ dàng. Bây giờ thì những viên kẹo cứng của chúng ta đã được xay nhuyễn mịn thành đường bột ở bên trong rồi. Và đặc biệt là những cái bột đường như thế này nè, nó rất là thơm và quý vị nha. Và chúng ta có thể là chế biến theo nhiều cách khác nhau. Bây giờ thì hãy xem là nó đã nhuyễn mịn như thế nào. Wow, hoàn toàn rất là mịn, còn hơn cả đường nữa đúng không Quang Quý? Và bây giờ thì chúng ta có thể là có thêm một cách khác nữa để tăng thêm gia vị của những cái món ngọt của cho những bé yêu trong gia đình của mình. Ví dụ như là những chiếc bánh vòng như thế này nè quý vị, đã có nhiều hương vị khác nhau rồi, nhưng mà mình muốn nó thêm bùi nè, thêm ngọt nè và thật là thơm nữa, thì chúng ta có thể là cho thêm những cái đường bột đã được xay nhuyễn từ các viên kẹo cứng như thế này lên trên. Và ngay cả là những chiếc bánh nướng cũng được quý vị nha. Đó, có rất là nhiều những cách khác nhau mà chúng ta có thể là sử dụng. Thêm bột ở bên trên là nó hạn chế tình trạng dính nè, tăng thêm độ béo và độ thơm của những chiếc bánh. Chắc chắn là các bé yêu trong gia đình của mình sẽ không từ chối rồi. Như vậy thì chúng ta cũng có thể thấy là sản phẩm trong máy xay ngày hôm nay rất là thoải mái và thuận tiện đúng không ạ? Có thể là xay nước ép nè, xay sinh tố nè, và bây giờ xay cả thực phẩm khô, thực phẩm ướp và các loại hạt nữa với công suất rất là mạnh mẽ. Mức giá thì như thế nào quý vị ơi? 1.290.000 đồng trong chương trình ngày hôm nay. Chúng ta sẽ có ngay sản phẩm máy xay đa năng 5-in-1 đến từ thương hiệu Sunhouse, và bên cạnh đó còn có rất là nhiều những món quà hấp dẫn hả Kiều Khanh? Và nãy giờ trong quá trình là chế biến những cái món nước ép khác nhau thì Kiều Khanh đã bắt đầu nghe một cái mùi hương rất là dễ chịu rồi. Không biết là món vịt tiêm của chúng ta bây giờ là đã được thực hiện như thế nào trong một chiếc nồi như thế này. Một chiếc nồi 24cm như thế này thì thoải mái để nấu một khối lượng thực phẩm rất là lớn quý vị nha. Và đặc biệt là thoải mái sử dụng với những cái chất liệu bếp khác nhau đã có sẵn trong gia đình của mình. Bây giờ hãy cùng quan sát nào. Một món ăn rất là thơm ngon và hấp dẫn đã sẵn sàng rồi cho tất cả các thành viên ở trong gia đình của mình. Không chỉ có vịt đâu mà còn có những cái loại nguyên liệu khác nhau để nhằm gia tăng hương vị của nó. Đó quý vị có thể quan sát thấy là có táo đỏ nè, có nhiều cái loại hương vị khác nhau mà không có chỉ là gia tăng cái khẩu vị của mình đâu mà còn cả gia tăng cho sức khỏe nữa quý vị nha. Hãy siêng nấu những cái món như thế này cho gia đình của mình, và đặc biệt là không cần phải mua sắm thêm quá nhiều những vật dụng khác nhau. 3 chiếc nồi inox mới tinh và thêm một chiếc chảo 16cm nữa chúng tôi sẽ gửi tặng kèm cho quý vị. Đúng rồi thưa quý vị, và bên cạnh bộ 3 chiếc nồi như là Kiều Khanh nói thì chúng ta còn có một chiếc chảo nữa quý vị nha. Và ở đây là đã có sẵn một chiếc chảo rồi với đường kính là 16cm và đặc biệt là chảo chống dính quý vị nha, đến từ thương hiệu Sunhouse luôn. Chúng ta có thể là sử dụng ngay chiếc chảo như thế này trong những buổi ăn sáng với Kiều Khanh. Mình có thể là ốp la nè, hoặc là mình làm ngay những món ăn với một cái khối lượng khá là thấp thì để cho dành cho những thành viên trong gia đình của mình rất là thuận tiện luôn. Bộ quà tặng hôm nay rất hấp dẫn, lên tới 4 món, tất cả đều đến từ thương hiệu Sunhouse, một thương hiệu rất uy tín và tất cả quý vị khách hàng tin tưởng trong khoảng thời gian vừa qua. Như vậy là chỉ cần đầu tư với mức trong chương trình ngày hôm nay 1.290.000 đồng thôi, chúng ta đã có ngay trọn bộ 5 sản phẩm quý vị nha. Như vậy thì còn chần chờ gì nữa, không nhấc máy lên và điện thoại về ngay cho chúng tôi thông qua tổng đài quen thuộc 1900 7137. Chiếc máy xay đa năng 5-in-1 đến từ thương hiệu Sunhouse chắc chắn sẽ giúp cho những người nội trợ giải quyết được rất nhiều vấn đề khác nhau trong không gian bếp nhà mình. Mất quá nhiều thời gian, mất quá nhiều công sức chẳng hạn, nhưng đó là việc của trước đây. Còn bây giờ xay thịt chỉ trong chớp mắt mà thôi, cùng với nhiều loại gia vị khác nhau quý vị nha. Hay là ngay
cả là những cái gia vị khô như là tiêu nè, hay là đôi khi là chúng ta muốn băm tỏi ớt chẳng hạn, sợ cay mắt nè, sợ văng bẩn nè, bây giờ chỉ cần cho vào máy xay xịn hào. Như vậy thì chúng ta cũng cảm thấy là rất là thoải mái đúng không ạ? Vừa tiết kiệm thời gian, vừa tiết kiệm chi phí và tiết kiệm công sức của mình nữa. Chỉ với một sản phẩm thôi là máy xay đa năng 5 trong 1 ngày hôm nay, chúng ta có thể là sử dụng xay rất là nhiều những loại thực phẩm khác nhau. Như là quý vị đang thấy là chúng tôi đang xay cá khô để mình có thể là rắc lên kim chi này, hay rắc lên những loại thực phẩm khác nhau. Có sự kết hợp như vậy sẽ tăng thêm khẩu vị cho những thành viên trong gia đình của mình. Và ngoài ra thì với lưỡi dao inox sắc bén, chúng ta cũng có thể thực hiện để xay rất là nhiều những loại hạt khô đúng không Kiều Khanh? Chúng ta có thể là xay cà phê nè, mình xay tiêu nè, hay thậm chí là giống như là xay kẹo, những cái loại hạt cứng như vậy mà mình cũng có thể là xay rất là dễ dàng và thuận tiện luôn. Và không chỉ có thể là sơ chế thực phẩm thôi nha, mà mình còn có thể là thực hiện luôn cả những cái ly nước ép nè, hay là những cái ly sinh tố khác nhau, cho lưỡi lọc vào bên trong là đã có thể là thực hiện những món sữa đậu nành hay là đậu xanh và cả sữa bắp nữa, ngay tại nhà và được lọc bã ngay từ bên trong luôn quý vị nha. Có rất là nhiều những cách khác nhau mà chúng ta có thể là chế biến những ly sữa dinh dưỡng cho những thành viên trong gia đình của mình, hay là xay sinh tố chẳng hạn, kết hợp sữa nè, đá viên nè cùng một ít các loại trái cây, thật là thơm ngon và bổ dưỡng chỉ trong vài mươi giây mà thôi. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tự tay mình lựa chọn những loại thực phẩm tươi ngon khác nhau. Đúng rồi thưa quý vị, chúng ta hãy thử làm một bài toán nhỏ đi. Nếu mà chúng ta đầu tư rất là nhiều những loại máy khác nhau thì thay vào đó chỉ cần 1.290.000 đồng, chúng ta sẽ có ngay máy xay đa năng 5 trong 1, thực hiện rất là nhiều những loại thực phẩm khác nhau đúng không ạ? Tiện lợi cho những thành viên trong gia đình của mình, đảm bảo thực phẩm luôn thơm ngon và vệ sinh an toàn thực phẩm. Một từ thương hiệu Sunhouse với công suất là 400W, hoạt động bền bỉ và ổn định, làm chức năng xả ép thuận tiện, tự ngắt điện an toàn, tiết kiệm điện năng, lưỡi dao bằng inox sắc bén. Và bên cạnh đó, chỉ cần sở hữu ngay một sản phẩm máy xay đa năng Sunhouse, chúng ta đã có ngay 5 chức năng quý vị nha: ép trái cây, xay thịt cá, xay sữa có lưới lọc, xay thực phẩm khô hay thậm chí là xay sinh tố. Hãy nhanh tay sở hữu chọn bộ sản phẩm trong chương trình đặc biệt ngày thương hiệu vàng Sunhouse, máy xay đa năng 5 trong 1, mức giá cực kỳ hấp dẫn 1.290.000 đồng, và kèm theo là quà tặng hấp dẫn bộ 3 nồi inox với đường kính lần lượt 16, 18, 24cm và một chảo chống dính đường kính 16cm quý vị nha. VTV Hyundai mang cả không gian mua sắm đến ngay trong ngôi nhà của bạn. Giao hàng miễn phí tận nơi, rộng khắp 63 tỉnh thành trên cả nước. Chỉ thanh toán sau khi đã kiểm tra và nhận hàng thành công. Được đổi trả miễn phí trong vòng 7 ngày sau khi nhận hàng. Gọi ngay 1900 7137 để được tư vấn. Quý vị thân mến, như vậy là bây giờ chúng ta đã quay trở lại cùng với gian bếp của VTV Hyundai Home Shopping và quay trở lại cùng với ngày thương hiệu vàng với những cơ hội mua sắm cực kỳ hấp dẫn quý vị nha. Ngày hôm nay hãy nhanh tay nắm bắt cơ hội mà thương hiệu Sunhouse cũng như VTV Hyundai Home Shopping mang lại cho quý vị, và chúng ta hãy cùng khám phá xem dòng sản phẩm ngày hôm nay mức giá ưu đãi là gì quý vị nha. 1.290.000 đồng mà thôi quý vị ạ. Tuy nhiên, chúng ta không chỉ là sở hữu một bộ sản phẩm đa năng 5 trong 1 đâu, mà mình còn sở hữu thêm đó chính là một bộ 3 nồi inox sáng bóng nè, có thêm một chiếc chảo 16cm thật là mới trong gia đình của mình nữa. Bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhìn ngắm ngay những sản phẩm quà tặng quý vị nha. Và Kiều Khanh đang có ngay một chiếc nồi inox với đường kính là 18cm đang được nấu trên bếp như thế này đây. Và hãy cùng khám phá xem bên trong những loại thực phẩm như thế nào chúng ta có thể là chế biến cùng. Có rất là nhiều những cái loại thực phẩm khác nhau, ngay cả có rất là nhiều màu như thế này quý vị nha, mà chúng ta vẫn có thể là yên tâm trong quá trình nấu nướng, bởi vì inox không rỉ sét trong quá trình sử dụng nè, không bị bám màu và cũng hạn chế tình trạng là bị cháy khét lâu và chúng ta khó chùi rửa nữa. Do đó mình sẽ yên tâm nhiều hơn trong quá trình nấu nướng. Hãy cùng khám phá xem những loại nguyên liệu ở bên trong nha. Có trứng nè, có thịt nè. Đó, còn trong nước thì có rất là nhiều màu và những cái loại gia vị khác nhau, cả sa tế nữa quý vị ạ. Cứ yên tâm trong quá trình nấu nướng mỗi ngày quý vị nhé. Như vậy thì chúng ta cũng có thể thấy là giá trị của bộ sản phẩm quà tặng của chúng ta đúng không ạ? Và bây giờ thì Quang Quý và Kiều Khanh đã chuẩn bị sẵn hai cối, một cối là cua, còn một cối là tiêu. Và quý vị cũng có thể thấy là ở đây có hai màu sắc cho tất cả quý vị lựa chọn nha. Một màu đỏ và một màu trắng. Còn bây giờ là chắc là mình cùng nhau đếm 1, 2, 3 để mình cùng xay xem là cái sức mạnh của cái lưỡi xay này như thế nào hả Kiều Khanh? Rồi, đồng ý luôn. Bây giờ chúng ta hãy cùng đếm nha. 1, 2, 3. Wow,
Wow, chỉ trong một thời gian rất là ngắn thôi đúng không ạ? Và quý vị cũng có thể là nghe thấy cái âm thanh lúc mà chúng ta xoay như thế nào. Đó, ở bên trong là phần cua đã rất là mềm mịn rồi, đã xay rất là nhuyễn rồi đúng không ạ? Ừ, và bây giờ thì quý vị có thể là quan sát cùng với Kiều Khanh quý vị nha. Đối với cua thì là một loại thực phẩm có vỏ cứng mà. Tuy nhiên là những cái lưỡi dao inox thì nó sẽ không thành vấn đề gì cả khi mà thực hiện xay quý vị nha. Và đó chúng ta là hoàn toàn yên tâm luôn. Thật đôi khi là chúng ta còn có thể là cho những cái loại thực phẩm với vỏ cứng hơn nữa. Không sao đâu quý vị. Đó, cua như thế này chúng ta chỉ cần là dùng là lưỡi rây nè, lọc lại nè, sau đó là chúng ta đã có thể là chắc cua ra mà mình nếu mà mình nấu canh cua đâu đây chắc chắn là rất ngon đúng không? Rồi, hay là mình cũng có thể là thực hiện những loại thực phẩm khác quý vị nha. Bên cạnh là việc xay thực phẩm như thế này thì với lưỡi dao inox như thế này quý vị nha, chúng ta cũng có thể thấy rất là sắc bén, có thể là xay rất là nhiều những loại hạt khác nhau. Ví dụ như là phần tiêu này đây, chúng ta cũng có thể thấy là nó rất là nhuyễn và mịn rồi. Như vậy là chúng ta đã có thể là cùng một lúc xay hai loại thực phẩm khác nhau đúng không ạ? Thực phẩm ướp với cua đồng nè, và bên cạnh đó là có thể là xay gia vị với tiêu rất là nhanh phải không ạ? Tuy nhiên đó chỉ là một trong những chức năng của dòng sản phẩm ngày hôm nay mà thôi. Chúng ta hãy cùng đến với chức năng tiếp theo nha, xay sinh tố một cách rất nhanh chóng. Đúng rồi thưa quý vị, ở đây thì mình sử dụng dâu rất là thơm ngon ha. Sau đó thì mình có thêm là phần sữa vào nè. Và bây giờ mình chỉ cần bỏ thêm vài viên đá vào, sau đó mình sẽ xay là có ngay những ly sinh tố rất là thơm ngon cho những thành viên trong gia đình của mình, đặc biệt là trong những ngày nắng nóng nè, hay là những ngày cuối tuần mình có thể là họp mặt gia đình, mình làm ngay những ly sinh tố thơm ngon như vậy rất là hợp lý luôn Kiều Khanh. Chính xác rồi đó Quang Quý ơi, trong những ngày hè nóng nực mà có một ly sinh tố dâu thơm lừng như thế này thì chắc chắn không ai cưỡng lại được đúng không? Đúng rồi, sau khi mà mình bỏ đá vào mình chỉ cần ứng nhẹ thôi quý vị nha, chỉ cần xoay nhẹ như thế này. Và quý vị thấy đó, như vậy là có rất là nhiều những cái loại trái cây nè hay rau củ mình có thể là chọn ép hoặc là mình có thể là chọn thực hiện là xay sinh tố quý vị nha. Và bởi vì dung tích của cái cối xay ướp này nó rất là lớn, do đó khối lượng thực phẩm mà chúng ta cho vào thực sự rất là ấn tượng. Chỉ trong một thời gian ngắn thôi là chúng ta đã có ngay là một món sinh tố rất là thơm ngon dành cho những thành viên trong gia đình của mình rồi. Cho nên quý vị có hoàn toàn an tâm khi mà chúng ta làm ở nhà, mình có thể là lựa chọn ngay những loại trái cây thật là thơm ngon nè. Như vậy rất là thoải mái luôn khi mà sở hữu ngay một chiếc máy xay đa năng 5-in-1 như thế này quý vị nha. Và quý vị có biết không ạ, đối với Kiều Khanh á, thì việc là thực hiện những cái ly sinh tố mà không hề cho thêm một chút đường nào nữa cả thực sự rất là tốt cho sức khỏe, không có lo ngại về vấn đề tăng cân nè, cũng không có sợ là cái lượng mỡ nó sẽ gia tăng nhiều ở trong máu của mình quý vị nha. Và do đó chúng ta có thể là tự tin thực hiện những cái ly như thế này và uống mỗi ngày luôn. Đúng rồi, bây giờ trong lúc mà Kiều Khanh thưởng thức sinh tố, Quang Quý sẽ làm tiếp một món thức uống khác cũng rất là thơm ngon quý vị nha. Đó chính là nước ép cà rốt, rất là bổ dưỡng cho những thành viên trong gia đình của tất cả chúng ta. Và ở đây quý vị cũng có thể thấy là chúng ta chỉ cần dễ dàng bỏ những cái loại thực phẩm mà chúng ta mong muốn vào đây nha. Đó, bây giờ Quang Quý sẽ mở phần lửa xay lên đó. Xoay rất là mạnh mẽ và chúng ta chỉ cần bỏ vào thôi. Rất là nhanh chóng, từng củ cà rốt của chúng ta đã được xay rất là nhanh quý vị ạ. Và như vậy là mỗi ngày chúng ta có thể là thực hiện được những ly nước ép khác nhau. Và Kiều Khanh nghĩ rằng việc mà chúng ta kết hợp nhiều loại rau củ trái cây đó quý vị, nó sẽ giúp ích cho mình ở chỗ là kết hợp được nhiều loại vitamin khác nhau. Như trong những cái loại trái cây hay là rau củ màu đỏ như cà rốt, cà chua nè thì có nhiều vitamin A. Và bên cạnh đó là những cái loại trái cây như là cam chanh chẳng hạn thì lại có nhiều vitamin C. Mình cứ kết hợp như vậy đem đến nhiều loại thức uống vừa bổ dưỡng nè, phục vụ cho nhiều nhu cầu khác nhau, giảm cân, đẹp da, đẹp dáng, cái nào cũng tốt quý vị nha. Như vậy thì chúng ta cũng có thể thấy là trong thời gian rất là ngắn thôi, chúng ta đã có ngay một ly nước ép cà rốt rồi. Nhưng mà bây giờ thì hãy cùng Kiều Khanh xem lại là phần bã ở bên trong quý vị nha. Và quý vị có thể thấy là một chiếc cối như thế này mà đựng được cái lượng bã khá là nhiều phải không ạ? Và như vậy là chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà thôi, lượng cà rốt mà Quang Quý đã ép được phải nói là rất là ấn tượng luôn. Và còn đối với lượng bã của chúng ta thì sao ạ? Rất là khô luôn quý vị nha. Kiều Khanh có thể là thử bóp như thế này thì sẽ hoàn toàn không có một cái giọt nước nào chảy xuống cả. Tức là cái lượng trái cây mà chúng ta đã được ép ra nó rất là tiết kiệm, bởi vì mình đã tận dụng hết cả lượng nước ở bên trong những cái loại trái cây hay rau củ như thế này rồi. Như vậy là rất tiện lợi thì chúng ta sẽ có ngay những ly nước ép cà rốt rất là thơm ngon như thế này quý vị nha. Chúng ta sẽ bên cạnh đó chúng ta có thể thực hiện rất là nhiều những loại thực phẩm khác nhau. Mình có thể là xay củ dền chẳng hạn, hay là xay bắp cải như mới nãy Quang Quý đã xay á. Thì những loại thực phẩm như vậy tươi ngon và như nó rất là nhiều vitamin và dưỡng chất sẽ giúp ra bổ sung cho sức khỏe cho tất cả chúng ta, và đặc biệt là vệ sinh an toàn thực phẩm nữa. Như vậy là có rất là nhiều sự yên tâm được mang về trong không gian bếp nhà mình cùng với dòng sản phẩm 5-in-1 từ thương hiệu Sinhao. Nhưng mà trong ngày thương hiệu vàng ngày hôm nay thì chúng ta không chỉ sở hữu dòng sản phẩm chất lượng nè, không chỉ sở hữu mức giá ưu đãi là 1.290.000 đồng mà cũng đừng
quên bộ quà tặng cực kỳ hấp dẫn mà Kiều Khanh và Quang Quý đã giới thiệu ngay từ đầu chương trình quý vị nha. Quay trở lại một lần nữa cùng với bộ quà tặng hấp dẫn ngày hôm nay, bộ ba nồi inox sáng bóng để giúp chúng ta nấu nướng thật nhiều và thật tiện lợi mỗi ngày trong gia đình của mình, sử dụng phù hợp với nhiều loại bếp khác nhau đã có sẵn trong gia đình của mình luôn. Còn có thêm cả một chiếc chảo nho nhỏ xinh xinh đường kính là 16cm nữa quý vị nha. Và Kiều Khanh lẫn Quang Quý nữa rất là hy vọng mỗi ngày với dòng sản phẩm chính lẫn sản phẩm quà tặng, quý vị có thể có được rất nhiều niềm vui và thoải mái nấu ăn mỗi ngày. Quý vị và các bạn thân mến, hãy nhanh tay sở hữu ngay dòng sản phẩm trong chương trình ngày hôm nay quý vị nha. Máy xay đa năng 5-in-1 đến từ thương hiệu Sinhouse, công suất 400W mạnh mẽ, 5 chức năng xay ép thuận tiện, từ ngắt điện an toàn, tiết kiệm điện năng, lưỡi dao bằng inox sắc bén. 5 chức năng trong một, quý vị có thể ép trái cây, có thể xay thịt cá, xay sữa có lưới lọc, xay những loại thực phẩm khô hoặc là xay nốt. Hãy nhanh tay sở hữu trọn bộ sản phẩm trong chương trình đặc biệt ngày thương hiệu vàng Sinhouse, máy xay đa năng 5-in-1, mức giá cực kỳ hấp dẫn 1.290.000 đồng và kèm theo là quà tặng hấp dẫn bộ 3 nồi inox với đường kính lần lượt 16, 18, 24cm và một chảo chống dính đường kính 16cm quý vị nha. Một bộ sản phẩm mà ngày hôm nay quý vị có thể sở hữu trong ngày thương hiệu vàng. Chức năng đầu tiên đó chính là có thể là xay những loại thịt cá như thế này với một chiếc cối, lưỡi dao xay ở bên trong làm bằng inox sắc bén nè. Có thể là vừa xay vừa trộn những loại thực phẩm luôn. Do đó mình cũng không cần sử dụng là cũng không cần phải ngưng lại và sử dụng những chiếc thìa hay là đũa để có thể trộn lên quý vị nha. Hay là đôi khi mình xay gia vị như là tỏi ớt chẳng hạn, không sợ tình trạng văng vẩn như trước đây nữa. Chỉ khoảng là 20 giây mà thôi, đảm bảo các loại nguyên liệu sẽ được xay nhuyễn mịn xem. Như vậy thì chúng ta sẽ cảm thấy là vô cùng thuận lợi đúng không quý vị? Vừa tiết kiệm thời gian, tiết kiệm chi phí, tiết kiệm công sức, chúng ta cũng có thể là sở hữu ngay sản phẩm này để mình xây rất là nhiều những loại thực phẩm khác nhau. Mình có thể là chế biến và mình sáng tạo trong gian bếp của mình, mang đến những món ăn thật là thơm ngon cho những thành viên trong gia đình của chúng ta quý vị nha. Hay là bên cạnh đó, ngày xưa mỗi lần mà xây tiêu nè, xây cà phê nè, chúng ta cần phải xây rất là khó khăn và rất là mỏi tay đúng không ạ? Tuy nhiên ngày hôm nay với chiếc máy xay 5-in-1 đến từ thương hiệu Sinhouse, chúng ta rất là dễ dàng, chỉ cần là một công tắc nhẹ nhàng thôi, xoay nhẹ, chúng ta còn có thêm, mình có thể là thực hiện ngay cả là những món sinh tố hoặc nước ép cho những thành viên trong gia đình của chúng ta. Thời gian không còn nhiều nữa, hãy nhanh tay sở hữu ngay sản phẩm trong chương trình ngày hôm nay quý vị nha. Và thưa quý vị, như vậy là chúng ta có rất là nhiều những cái chức năng khác nhau để hỗ trợ cho người nội trợ trong không gian bếp nhà mình. Trước đây mình thực hiện những cái món sữa đậu nành nè, sữa bắp nè, hay là sữa đậu xanh ở trong gia đình của mình như thế nào ạ? Phải vừa nấu ở trong một nồi xong rồi bỏ sang một cối khác xay và sau đó lại phải sử dụng lưới lọc thêm một lần nữa phải không ạ? Bây giờ tất cả những bước đó được tích hợp vào trong một cùng với lại chiếc máy xay ép đa năng 5-in-1 từ thương hiệu Sinhouse quý vị nha. Và nếu như mà mình đã thực hiện xong những cái món sữa dinh dưỡng rồi, mình muốn chuyển qua thực hiện nước ép, đã có sẵn một cối ép đi kèm trong bộ sản phẩm ngày hôm nay luôn, công suất mạnh mẽ lên đến 400W. Gọi ngay cho tổng đài của VTV Hyundai Home Shopping và phải gọi ngay trong ngày thương hiệu vàng này quý vị nha, để sở hữu dòng sản phẩm 5-in-1 là chiếc máy xay ép từ thương hiệu Sinhouse, mức giá ưu đãi là 1.290.000 đồng và cũng tiện tay sở hữu luôn bộ quà tặng rất là hấp dẫn mà chúng tôi sẽ gửi đến cho quý vị. Một bộ bao gồm 3 chiếc nồi inox với những kích thước khác nhau, 16, 18 và 24cm, còn có thêm một chiếc chảo 16cm nữa. Wow, như vậy thì chúng ta có thể là có cả trọn một bộ sản phẩm lên tới 5 món quý vị nha. Như vậy thì tới đây thì thời gian của chương trình đã không còn nhiều nữa. Quang Quý và Kiều Khanh kính chúc tất cả quý vị sẽ có thể là nấu ăn thật là dễ dàng hơn với những món ngon dành cho những thành viên trong gia đình của mình. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Quý vị có thể tham khảo thêm thông tin sản phẩm tại vtvhyundai.vn.